mùng 7 tháng 3, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, chủ trì làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Kiến Thụy về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 15 Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội lần thứ 24 Đảng bộ huyện Kiến Thụy, kiểm tra tiến độ xây dựng cầu qua sông Đa Độ cùng làm việc có các đồng chí nguyễn văn tùng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy phạm văn hà trưởng ban tổ chức thành ủy phạm văn mợi trưởng ban quản lý khu kinh tế hải phòng lê ngọc chữ giám đốc sở tài chính cùng lãnh đạo các ngành thành phố Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, yêu cầu lãnh đạo huyện Kiến Thụy và các ngành thành phố cùng phân tích, đánh giá kỹ về tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm có các chủ trương, chính sách phù hợp cùng giải pháp, cách làm cụ thể, thiết thực để tạo sức bật phát triển cho huyện Kiến Thụy. Trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới và xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công để triển khai tiếp với cách làm sáng tạo đạt kết quả lớn hơn. Mục tiêu chung là tăng nhanh tiềm lực kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo lãnh đạo các ngành và huyện cùng bàn kỹ các định hướng phát triển, các công việc cần làm trước mắt và lâu dài để sau cuộc làm việc có được các chính sách cụ thể hỗ trợ huyện với yêu cầu không chỉ phát triển huyện Kiến Thụy mà có sức lan tỏa, lôi kéo sự phát triển của các địa phương lân cận như An Lão, Đồ Sơn về một số đề xuất kiến nghị của huyện, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, phát triển khu, cụm công nghiệp, đồng chí Bí thư Thành ủy cơ bản nhất trí ủng hộ và mong muốn các ngành thành phố, huyện Kiến Thụy phối hợp chặt chẽ đề xuất cụ thể để có thể sớm triển khai. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Bí thư huyện ủy Kiến Thụy cho biết Ba năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch tích cực, cơ bản bám sát mục tiêu nghị quyết đại hội đảng lần thứ 24 của huyện đề ra, theo hướng giảm dần nông nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ. Năm 2018, nông nghiệp thủy sản còn 23,7%, công nghiệp xây dựng 29,4%, thương mại dịch vụ 46,9%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu đại hội đề ra, bình quân đạt 11,4% một năm. Đáng chú ý, huyện Kiến Thụy đi đầu thành phố trong thực hiện nghị quyết của Trung ương về tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Năm 2019 và 2020, huyện Kiến Thụy quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết 24 của Đảng Bộ huyện đề ra, đưa huyện phát triển nhanh và đột phá, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Trên cơ sở phân tích thành tựu, chỉ ra hạn chế, yếu kém và mục tiêu, định hướng phát triển thời gian tới, huyện Kiến Thụy đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ sớm triển khai thực hiện đường nối tỉnh lộ 354 từ cầu khỏe đến cụm công nghiệp Kiến Thụy qua các xã Ngũ Phúc, Tân Trào, Kiến Quốc và tuyến đường bộ ven biển đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Tân Trào, cấp kinh phí hoàn thiện đường 403, triển khai dự án khu tưởng niệm Vương Triều Nhà Mạc giai đoạn 2 để phát triển du lịch, tạo điều kiện triển khai dự án nhà máy đồ hộp Hạ Long tại xã Minh Tân với tổng vốn đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng, công suất thiết kế 100 tấn đồ hộp, rau, củ quả các loại một ngày. Trước đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và lãnh đạo các ngành kiểm tra tiến độ thi công cầu Hòa Bình qua sông Đa Độ, kết nối các xã Đông Phương, đường canh Hòa Bình, đường 353 với các xã Hữu Bằng, Thuận Thiên và huyện An Lão. Công trình có tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách huyện do tập đoàn Việt Úc thi công. Sau khi hoàn thành, sẽ kết nối giao thông thuận tiện giữa huyện Kiến Thụy và các địa phương khác, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Công trình được khởi công năm 2018, dự kiến hoàn thành ngày 13 tháng 5 năm 2019. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành hoan nghênh tinh thần chủ động của huyện Kiến Thụy trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ huyện để sớm hoàn thành công trình đồng chí yêu cầu tập đoàn Việt Úc bảo đảm kế hoạch tiến độ, chất lượng công trình, hoàn thành dự án vào dịp 13 tháng 5 năm 2019.